Nay mình sẽ học bài sinh lý hệ nào tiếng. Rồi, mấy bữa trước có câu hỏi nào anh chị thắc mắc không? Còn trong đề cương không á? Còn học theo đề cương là được 10 điểm. Với hai cái câu trắc nghiệm có cái câu trắc nghiệm của bài cái câu số 4 mình như là nó bốn đáp án đúng không? Bốn đáp án đúng, mọi người sợ. Nhiều có nhiều bữa buồn ngủ em đánh lộn đó. Cái câu đó là đánh lộn bốn đáp án đúng đó. Mà tiếng thầy đang nói, thầy đang nói được rất đúng. Ủa thầy tưởng là cái câu là chiếm 0,5 giây là sai của thầy. À tâm chương 0,5 giây đúng rồi ta. Đúng rồi, đúng rồi. Không sai. Không sai hả thầy? Ờ à, đúng sai đâu. Không, em tắt rồi, em tắt loa rồi, tắt mic rồi. Rồi, anh chị tắt mic cho em ạ. Rồi. Bây giờ mình bắt đầu bài sinh lý hệ nội tiết, giải phẫu sinh lý hệ nội tiết ha. Rồi. Để coi. Rồi. Thì anh chị thì các hệ cơ quan trong cơ thể của mình á, anh chị có thấy được slide chưa? Có thấy slide được rõ không ta? Thấy rồi thầy ơi. Rồi, với âm thanh cũng đầy đủ ha. Rồi, mình bắt đầu. Dạ, rõ thầy. Rồi, ok, các bạn. Rồi, các bạn nó điều hòa bởi hai cái hệ. Đầu tiên là cái hệ thần kinh, thứ hai là cái hệ nội tiết. Hệ nội tiết là nói chung nhìn nói chung 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 á, là nó sẽ bài tiết ra các hormone, và các hormone này nó sẽ tác động đến các cơ quan ở trong cơ thể ha. Thì trong cái cơ thể mình á, thì nó sẽ có nhiều cái hệ nội tiết khác nhau. Ví dụ như ở trên não mình á, thì mình có vùng hạ đồi nè, tuyến yên nè. Ở cái vùng cổ mình thì có tuyến giáp nè anh chị. Rồi ở phía trên hai cái cực trên của cái thận mình thì có các tuyến thượng thận ha. Rồi tuyến tỵ là một cái tuyến đặc biệt, nó vừa là một cái tuyến nội tiết vừa là một cái tuyến ngoại tiết ha. Và những cái tuyến nội tiết khác ví dụ như là buồng trứng và tinh hoàn thì nó cũng bài tiết ra các hormone, cho nên là những cái thằng này nó vừa là cơ quan sinh sản mà vừa là cơ quan tiết ha. Thì cái bài hôm nay của mình á, thì mình sẽ có tập trung vào các nội dung như sau. Đầu tiên là đại cương, thứ hai là vùng hạ đồi, tuyến yên, tuyến giáp trạng, tuyến tỵ nội tiết, tuyến thượng thận ha. Rồi mình sẽ đi đầu tiên là về phần đại cương. À, trước tiên đi vào từng cái hệ nội tiết nó là cái gì thì chúng ta cần phân biệt thế nào là tuyến nội tiết, thế nào là tuyến ngoại tiết ha. Rồi đây là cái tuyến tỵ của mình, anh chị thấy được không, chụp em chỉ ha. Đây là cái tuyến tỵ của mình ha, nó nhìn như là cái lá mía màu vàng nè anh chị. À, cái lá mía màu vàng nè. Thì cái tuyến này trong cơ thể mình á, nó là một cái tuyến đặc biệt, nó vừa là một cái tuyến nội tiết vừa là một cái tuyến ngoại tiết. À, thế nào là tuyến ngoại tiết? À, ở đây em ví dụ cái tuyến tỵ cho mình. Thì cái tuyến ngoại tiết á là gì? Là cái tuyến tỵ mình á, nó sẽ bài tiết ra các enzyme, và các enzyme này nó sẽ đổ vào bên trong cái ống tỵ nè, anh chị thấy chưa? Thấy cái ống tỵ em dẫn cái đường đi nè. À, nó đổ vào bên trong cái ống tỵ này và nó dẫn nó đổ các enzyme tiêu hóa, nó đổ vào cái đoạn D2 của tá tràng. À, vậy là cái việc mà nó bài tiết các enzyme đổ vào cái ống tỵ chính này, đổ vào tá tràng, thì đây là một cái việc làm của cái tuyến ngoại tiết. Vì vậy mình coi lại trên nó định nghĩa cái tuyến ngoại tiết như thế này là mình cũng có thể hiểu nè. À, ngoại thì nó sẽ được. Rồi thứ hai là chất tiết được đổ vào cơ quan duy nhất là nó đổ vào đây để các enzyme nó sẽ tiên nó trộn chung với thức ăn, đó là tuyến ngoại tiết. Trái ngược với cái tuyến ngoại tiết, trái ngược với cái tuyến ngoại tiết á, thì mình có cái tuyến nội tiết. Cái tuyến nội tiết người ta định nghĩa như thế nào? Thì cái tuyến nội tiết của mình á, là những cái tuyến mà nó sẽ không có ống dẫn, và chất tiết của nó hay gọi là hormone nó sẽ thấm trực tiếp vào máu, được chưa? Tức là một cái tuyến nó sẽ bài tiết cho cái hormone này, và cái hormone này nó sẽ không đổ vào bất kỳ cái ống dẫn nào cả, mà nó thấm trực tiếp đi vào máu của mình, nó thấm vào các mao mạch nhỏ, nó đi vào máu, nó đi đến khắp tất cả các tế bào trong cơ thể của mình để mà nó tác dụng. Thì đó là cái tuyến nội tiết. Và cái tuyến nội tiết nó thường bài tiết ra một cái chất tiết, người ta gọi cái tên nó là thường quen thuộc hơn, nó là hormone. À, anh chị chờ em một phút nha, một phút.
Mình tiếp tục với anh chị ơi, mình còn thấy được slide không ạ? Mình còn thấy được slide không ạ? Thấy thầy ơi. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nhắc lại nha. Tiếng ngoại tiết, tiếng ngoại tiết là cái tiếng mà nó sẽ có cái ống dẫn. Rồi những cái enzyme, những cái chất tiết mà nó tiết ra đó, nó sẽ đổ vào một cái cơ quan nhất định. Ví dụ ở đây, đây là cái tiếng tỵ của mình ha. Tiếng tỵ của mình thì là một cái tiếng đặc biệt. Nó vừa là tiếng ngoại tiết, vừa là tiếng nội tiết. Những cái cơ quan khác đó anh chị, thì ví dụ như là tiếng giáp nè, tiếng yên nè, thì bản chất của nó chỉ là tiếng nội tiết thôi. Nhưng mà cái tiếng tụy này á, nó đặc biệt cái chỗ á, nó vừa là tiếng ngoại tiết, nó vừa là tiếng nội tiết ha. Thì ở đây mình nói về cái tiếng ngoại tiết thì sao? Là nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa, nó sẽ đổ vào cái ống tụy chính của mình và nó đổ vào cái ruột đoạn ruột đó ha, để mà nó trộn với thức ăn, để mà nó tiêu hóa được thức ăn. Thì cái ví dụ đó thì cho được cho là tiếng ngoại tiết. Thì trái ngược với cái tiếng ngoại tiết á, thì mình có cái tiếng nội tiết. Cái tiếng ngoại tiết nó có đặc, cái tiếng nội tiết á, thì nó có đặc điểm gì? Nó không có ống dẫn. Thứ hai, chất tiết của nó sẽ thấm trực tiếp vào máu, được chưa? Thì cái tiếng tụy của mình, hồi nãy mình nói nó vừa là cái tiếng ngoại tiết. Ngoại tiết là nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa. Còn nội tiết thì nó sẽ bài tiết hormone, đúng chưa? Thì ở cái tiếng tụy mình á, là một cái bô này nè, thì nó sẽ có các thành phần như là các thể acne, các cánh hoa màu trắng nè, thì người ta gọi là các thể acne. Các thể acne này nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa ha. Rồi còn đây là tiểu đảo Langerhans, thì làm sao cái hình này làm sao, là tức là người ta cắt một cái phần nhỏ của cái tuyến tụy ra, người ta phóng to lên ha. Thì người ta thấy tuyến tụy mình nó có hai cái vùng chính, là các thể acne và các tiểu đảo Langerhans. Các thể acne là nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa, nó thực hiện chức năng ngoại tiết, nó sẽ bài tiết các enzyme tiêu hóa đổ vào cái động ruột. Rồi còn đây là gì, là tiểu đảo Langerhans, nó sẽ thực hiện chức năng nội tiết, và nó sẽ bài tiết các hormone như là insulin đó anh chị, insulin rồi ha, và nó sẽ thấm vào máu. Insulin của mình nó sẽ đi khắp nơi ở trong cơ thể để mà nó tác dụng đến nhiều tế bào khác nhau ha. Thì đó là cái tiếng nội tiết của tiếng tụy. Thì một hồi mình sẽ nhắc lại hết tất cả mọi thứ thôi, anh chị đừng có lo ha. Các tiếng nội tiết trong cơ thể thì như hồi nãy đã nói rồi, bây giờ em nhắc lại nha. Cái tiếng nội tiết trong cơ thể thì mình có nhiều tiếng lắm anh chị, thì nó phân bố khắp nơi ở trong cơ thể của mình luôn, từ đầu tới chân chỗ nào cũng có tiếng nội tiết hết. Ở đầu mình, trong đầu mình, ở trong não mình nè, thì nó sẽ có hai cái tiếng. Đầu tiên là gì, là vùng hạ đồi, vùng hạ đồi. Thứ hai là tiếng yên, là hai thằng này nó sẽ nằm ở trong não mình ha. Rồi một cái tiếng khác là gì, là tiếng giáp nè anh chị. Đây là tiếng giáp ha, tiếng giáp thì nó nằm ở vùng ở khoảng cái vùng cổ của mình nha. Rồi tiếng thượng thận nè, tiếng thượng thận của mình, nghe chữ thượng thận là mình hiểu rồi, thì nó nằm ở trên hai cực thận thì mình kêu nó là tiếng thượng thận hơn ha. Một cái tiếng mình mới nói nãy giờ quá nhiều nè ha, là tuyến tụy nè, tuyến tụy nè, thì nó vừa thực hiện chức năng ngoại tiết vừa chức năng nội tiết, cho nên là mình cũng có thể liệt kê nó vào trong hệ thống nội tiết của mình ha. Rồi cái tiếng khác là gì, buồng trứng nè ha, bài tiết ra hormone estrogen. Ở người nam thì mình có tinh hoàn, nó sẽ bài tiết ra hormone testosterone ha. Thì nhiều những cái tiếng này thì người ta gọi chung nó là hệ thống nội tiết ha, các tiếng nội tiết trong cơ thể của mình. Thì một hồi mình sẽ đi cụ thể đến từng cái cơ quan nội tiết này luôn ha. Rồi, nhưng mà trước khi đến điều đó thì chúng ta cần phải hiểu tiếng nội tiết như đã nói hồi nãy, là nó sẽ bài tiết ra một cái chất tiết mà người ta gọi tên cái chất tiết đó là gì, là hormone. Là hormone, được chưa? Hormone trong cơ thể mình thì nó được chia ra làm hai loại theo tác động, là gì, là hormone toàn thể, thứ hai là hormone tại chỗ, được chưa? Hormone toàn thể là gì, là G, là người ta ví dụ ở đây nè, là GH nè, T3 T4 nè, insulin nè. Không biết anh chị biết những cái hormone này không ta? Biết được cái hormone nào không? GH, T4 này, insulin này. Chưa biết rõ. Chưa biết rõ ha. Là tại vì mình chưa có học những cái tiếng nội tiết đó, cho nên là mình chưa biết được những cái hormone đó là chuyện bình thường ha anh chị. Thì ở đây em nói sơ một lần thôi nha. Anh chị đừng có lo. Là em nói sơ một lần, rồi một hồi tới từng cụ thể từng cái tiếng đó mình sẽ nói lần nữa, mình sẽ nhớ ha. Rồi. Ở đây đầu tiên là hormone GH nè, thì thằng này á, là một cái loại hormone của tuyến yên nha, một cái loại hormone của tuyến yên. Thì thằng này á, nó có chức năng là cái gì, là kích thích tế bào sinh trưởng và phát triển. Là khi có nó anh chị, thì cái tế bào của mình nó lớn lên, nó sinh sản lên, làm cho cơ thể của mình phát triển, làm cho con người của mình bự lên, to lên ha.
tiếp theo là hormone T3 T4 nè, thì hai thằng này là hormone tuyến giáp nè, thì nó sẽ tác động lên các tế bào, nó tăng cường của quá trình chuyển hóa trong cơ thể của chúng ta. Insulin này quen quá mà ta, quen quá mà không biết sao không biết được, đúng không? Insulin là đái tháo đường đó, nhớ không anh chị? Thì cái chuyện đó không quan trọng. Thì anh quan trọng đây á, là anh chị cần hiểu giùm em, thì là những cái hormone này á, nó đi vào máu và nó đi đến khắp các tế bào ở trong cơ thể, nó tác động nhiều tế bào ha. Thì như vậy thì người ta gọi những cái loại hormone như là GH nè, hormone tuyến giáp T3 T4 nè, insulin nè, là những hormone này là hormone toàn thể, tức là nó tác động đến nhiều tế bào ở trong cơ thể, được chưa? Còn một nhóm khác là gì? Là hormone tại chỗ. Ví dụ ở đây là secretin nè, cholestokinin nè, là những cái hormone này nó được bài tiết ra những cái bởi những cái tế bào ở niêm mạc ruột ha. Thì những thằng này nó chỉ tác động ở trên hệ tiêu hóa của mình thôi. Vì vậy người ta gọi những cái loại hormone mà tác động chỉ ở trên một cơ quan này thôi là gì? Là hormone tại chỗ, được chưa? Ha. Vậy nếu mà chúng ta phân theo tác động, chúng ta có hai loại, là toàn thể, là tại chỗ. Anh chị hiểu thế nào là toàn thể? Toàn thể là tác động tới nhiều tế bào trong cơ thể, được chưa? Tại chỗ là sao? Tại chỗ là tức là nó chỉ tác động đến một hai cơ quan nhất định thôi. Người ta cho ví dụ là gì? GH, T3, T4, insulin là hormone toàn thể. Tại chỗ là secretin, cholestokinin ha. Rồi, nếu mà chúng ta phân loại hormone theo hóa học á, thì người ta sẽ phân loại theo hai nhóm: hormone tan trong nước và thứ hai là hormone tan trong mỡ. Hormone tan trong nước và hormone tan trong mỡ ha. Anh chị kể cái bảng ra, hormone tan trong nước và hormone tan trong mỡ. Bản chất của hormone nó là cái gì? Nếu mà hormone tan trong nước thì nó là acid amin, là protein, là peptide. Nếu là hormone tan trong mỡ thì bản chất của nó là cái gì? Là cholesterol ha, cholesterol. Hormone steroid, bản chất nó là hormone steroid, là cái nhân của nó sẽ là cái chất cholesterol, được chưa? Và người ta ví dụ, và những cái cơ quan nào nó sẽ bài tiết cái hormone tan trong nước, ví dụ như là vùng hạ đồi, tuyến yên, insulin và glucagon này đó, tức là ở đâu? Ở tuyến tụy của mình bài tiết ra ha. Thì những cái hormone mà nó ở vùng hạ đồi, tuyến yên và tuyến tụy thì nó sẽ bài tiết hormone tan trong nước. Còn những cái loại hormone á mà nó được bài tiết ở cái vùng vỏ thượng thận của mình hoặc là tuyến sinh dục thì cái bản chất của nó là cholesterol hoặc là steroid. Thì những cái hormone này nó sẽ là hormone tan trong mỡ. Tại sao người ta lại chia ra như vậy? Anh chị phải hiểu tại sao người ta lại chia ra như vậy. Thì đây là một cái loại tế bào ha, một cái con tế bào bình thường thôi, chả có gì đặc biệt hết. Anh chị cần quan tâm đến cái màng tế bào của nó. Thì màng tế bào được chưa? Của các tế bào trong cơ thể chúng ta, cái bản chất của nó là gì? Là một cái lớp lipid cap, là một cái lớp lipid cap, hay nói cho dễ hiểu nông dân là một cái lớp mỡ đó anh chị, một cái lớp mỡ ha, hai cái lớp lipid cap của mình ha. Đó là cái bản chất của cái màng tế bào. Vậy những cái hormone nào mà nó tan trong mỡ thì sao? Thì nó có thể đi dễ dàng đi qua cái màng tế bào này và nó đi tác động vào ở trong tế bào chất của tế bào đó, tác động vào trong nhân của tế bào đó, được chưa? Còn những loại hormone nào mà nó tan trong nước thì vì nước nè nó khác với là cái màng lipid cap này, cho nên là những cái hormone nào mà tan trong nước thì sao? Nó không thể đi qua cái lớp màng tế bào này mà nó chỉ có thể gắn lên các thụ thể ở trên cái màng tế bào này mà nó tác động thôi, được chưa? Vì vậy người ta mới chia ra hormone nào là tan trong nước, hormone nào tan trong mỡ là như vậy. Rồi anh chị học cái chỗ này nhớ là kẻ cái bảng ra ha, vẽ cái bảng ra. Hormone tan trong nước, một bên là hormone tan trong mỡ. Thì hormone tan trong nước bản chất của nó là gì? Acid amin, protein, peptide. Hormone tan trong mỡ bản chất nó là gì? Là steroid, là cholesterol ha. Rồi những cơ quan nào nó sẽ bài tiết hormone tan trong nước? Anh chị ghi ra ha. Những cái hormone, những cái cơ quan nào nó sẽ bài tiết hormone tan trong mỡ, anh chị ghi ra. Rồi ví dụ dài cái loại hormone tan trong nước, ví dụ dài cái loại hormone tan trong mỡ coi. Đó, anh chị kẻ cái bảng ra và anh chị sẽ thuộc được cái bảng này, thuộc được cái chỗ này ha. Rồi, cái này là phân theo tác động như nãy mình nói thôi. Hormone tan trong nước thì là nó sẽ tác động vào trong tế bào chất của tế bào, tác động vào trong nhân của tế bào. Hormone tan trong nước á, thì nó sẽ tác động vào các thụ thể ở trên màng tế bào đó. Hormone tan trong mỡ thì là nó sẽ tác động vào tế bào chất và nhân của tế bào ha. Rồi, không biết em nói gì anh chị có quá nhanh không ta?
chị hiểu được ha, hiểu được chỗ này. Ok thầy, ok thầy. Ok. Ở trên nó thấy hai cái nào cũng tan trong nước đó thầy ạ. Cái nào? Một cái tan trong nước nè. Nhất thiết có hai là hormone chính, hormone tan trong nước và hormone tan trong mỡ, tan trong dầu nè. Dầu là mỡ lên chị. Khác mà. Hormone tan trong nước gắn vào thụ thể trên màng tế bào, hormone tan trong dầu gắn vào thụ thể ở nhân. Được chưa? Thầy ơi, thầy nói lại cái hồi nãy kiểu cái bảng đó là bao gồm mấy ý, vậy thầy nhắc lại giùm em á. À, thứ nhất nè, là một bên thì một khi mình chẻ cái bảng làm hai đúng chưa? Một bên là mình ghi hormone tan trong nước, một ghi là hormone tan trong mỡ. À, cái ý đầu tiên nè là cái bản chất là cái gì? Ví dụ cái bản chất của hormone tan trong nước là acid amin, protein và peptide. Ví dụ hormone tan trong mỡ thì cái bản chất của nó là steroid và cholesterol, được chưa? Rồi cái ý thứ hai là gì? Là cơ quan nào sẽ bài tiết ra hormone tan trong nước, cơ quan nào sẽ bài tiết ra hormone tan trong mỡ. Anh chị kể cái bản hay gì đó. Rồi cái ý thứ ba là chị sẽ đưa ra vài cái ví dụ, vài cái loại hormone, kể tên vài cái loại hormone tan trong nước, vài cái loại hormone tan trong mỡ đây, được không? Em nói vậy chị hình dung được không ta? Dạ được, cảm ơn thầy. Đây nè, có gì đâu khó đâu. Không? Rồi, cái này không ạ. Ăn trong nước. Rồi. À, đúng không? Chắc là gì? Rồi, tiếp theo là cái gì? Cơ quan nào? Cơ quan bài tiết. Rồi, thứ ba, ví dụ. Rồi. Bản chất là gì? Acid amin nè và protein sẽ peptide đúng không? Rồi steroid, cholesterol, cơ quan bài tiết là gì? Vùng hạ đồi nè, tiếng yên nè, tiếng tỳ nè ha, đúng không? Rồi hormone võ thượng thần, tuyến sinh dục nè ha, dạp. Rồi, ví dụ bài là hormone đấy, GH nè, insulin nè, glucagon, rồi, cortisol, androsterone, estrogen. Rồi, một hồi anh chị sẽ học đầy đủ hơn nhiều cái loại hormone thì anh chị ghi vô ha. Cái này á, là không là kêu anh chị kể ra để làm gì? Để mình so sánh hai bên để mà mình nhớ bài được lâu hơn ha, chứ không có gì hết. Rồi, anh chị hiểu không? Anh chị hiểu ý em không? Dạ hiểu. Rồi, ok, cảm ơn. Rồi, nhắc lại bài tiếp một cái loại hormone đó anh chị. Thì là cái cơ quan nội tiết của mình nó sẽ tác động lẫn nhau. Và nó tác động lẫn nhau như vậy. Thì em ví dụ cái này, thì em sẽ nói lại nhiều lần để mà mọi người hiểu ha. Thì ở đây là một cái ví dụ là trong cơ thể mình nó sẽ có một cái trục tuyến nội tiết, thì người ta gọi nó là vùng hạ đồi nè, vùng hạ đồi, hypothalamus, vùng hạ đồi nè, tuyến yên nè, tuyến giáp nè. Thì cái trục này, cái trục hạ đồi, tuyến yên và tuyến nội tiết cấp dưới này thì người ta gọi là một cái trục nội tiết ha, một cái trục nội tiết. Thì cái trục này nó sẽ tác động như thế nào? Thì tại vì mình chưa có đi tới những cái cơ quan nó cụ thể cho nên là nó hơi khó hiểu chút xíu, cho nên em nói chậm một chút xíu ha. Đầu tiên là cái vùng hạ đồi. Khi mà có kích thích đến đó anh chị, thì cái vùng hạ đồi mình nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là TRH. TRH này nó sẽ kích thích tuyến yên. Tuyến yên nó sẽ bài tiết ra TSH. Được chưa? TSH nó sẽ đến tác động đến cái tuyến giáp, được chưa? Tuyến giáp của mình nó sẽ bài tiết ra cái hormone tuyến giáp là T3 T4. Thì trong cơ thể mình đó anh chị, nó sẽ luôn luôn duy trì cái nồng độ hormone tuyến giáp ở cái mức hằng định. Vì vậy nó sẽ có một cái cơ chế nó điều hòa cái điều đó. Là cái gì? Khi mà cái nồng độ hormone tuyến giáp của mình nó tăng cao lên thì nó sẽ báo hiệu lên các tuyến nội tiết ở phía trên, được chưa? Nó kêu nghỉ bài tiết TSH đi để anh chị, để làm giảm bài tiết cái hormone tuyến giáp xuống. Để mà người ta duy trì cái lượng hormone giáp ở cái mức hằng định thôi, được chưa? Đó người ta gọi là quá trình điều hòa ngược âm tính, được chưa? Quá trình điều hòa ngược âm tính. Rồi, cứ từ từ không sao cả. Rồi, mình đi đến một cái trục nội tiết khác, thì anh chị nhớ nè, tiếng
vùng Hà Đòi, Tiến Yên là chắc ăn là có rồi nè. Rồi nhớ cái ở dưới này thì mình thay tất cả hai cái số chung là tuyến nội tiết cấp dưới giùm em ha, nhiều cái tiếng nội tiết cấp dưới thì cái vùng Hạ Đòi và Tiến Yên nó sẽ điều hòa nhiều cái tiếng nội tiết ở cấp dưới, thì ở dưới này anh chị luôn ghi là tiếng nội tiết cấp dưới giùm em ha. Thì nó có nhiều cơ quan khác nhau, thì bên này mình ví dụ nó là tiếng giáp rồi, thì qua bên này mình sẽ ví dụ là cái tiếng thường thật, được chưa? Thì đầu tiên là khi có kích thích đến thì cái vùng Hạ Đòi của mình nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là CRH. CRH này nó sẽ đi đến Tiến Yên, kích thích Tiến Yên bài tiết ra ACTH. ACTH này nó sẽ đi đến cái tuyến thượng thận, kích thích cái tuyến thượng thận bài tiết ra cortisol. Thì cái trục Hạ Đòi Tiến Yên này anh chị, nó thường hoạt động khi mà cơ thể của chúng ta bị stress nặng đó, thì cortisol này nó sẽ bài tiết ra, nó sẽ giúp cơ thể của mình vượt qua được cái stress đó, được chưa? Thì cái trục Hạ Đòi Tiến Yên và cái tuyến nội tiết, trục Hạ Đòi Tiến Yên và cái tuyến thượng thận này thì nó cũng được điều hòa theo cái quá trình điều hòa ngược âm tính là sao? Tức là khi mà cortisol của mình nó được bài tiết ra quá nhiều đó anh chị, thì nó sẽ báo hiệu lên cái tuyến nội tiết ở phía trên, kêu cái tuyến nội tiết ở phía trên giảm bài tiết ra CRH đi, giảm bài tiết ra ACTH đi, để làm gì? Để mà cái lượng cortisol của mình nó giảm xuống cái mức hằng định, duy trì ở cái mức hằng định, được chưa? Thì cái quá trình điều hòa ngược lên trên để mà giảm, để mà duy trì cái lượng hormone cortisol ở cái mức hằng định, thì người ta gọi cái quá trình đó là cũng là cái quá trình điều hòa ngược âm tính, được chưa? Thì cái tiếng nội tiết của mình hầu như cái tiếng nội tiết nào thì nó cũng hoạt động theo cái tính chất tương tự như vậy, là vùng Hạ Đòi, Tiến Yên và tiếng nội tiết cấp dưới. Khi tiếng nội tiết cấp dưới bài tiết ra quá nhiều cái lượng hormone thì nó sẽ báo hiệu lên trên, kêu những cái tiếng nội tiết vùng Hạ Đòi và Tiến Yên đó nó giảm bài tiết hormone đi. Để làm gì? Để mà nó giảm cái lượng hormone ở tuyến nội tiết cấp dưới xuống cái mức hằng định, được chưa? Nha. Thì cái quá trình như vậy người ta gọi là quá trình điều hòa ngược âm tính. Nha. Rồi, có quá khó hiểu không anh chị ơi? Lại nghe bữa nay hơi bệnh, bệnh nên mấy chị không gọi. Chỗ này mình hiểu không? Cái dạ hình dung. Thầy hiểu quá thầy, nhưng mà không nhớ nổi tại vì nó nhiều và nó nhanh. Rồi yên tâm là một hồi sẽ nói lại một chục lần. Mình đi đến đi, mình đi đến cái tiếng nội tiết nào sẽ đều nhắc lại cái này hết, hiểu chưa? Cho nên là thầy, mình có tài liệu tiếng Việt không thầy? Nhìn tiếng Anh thì hiểu rồi, xong cái ôn lại á. Có gì đâu mà khó đâu. Có vùng mấy chữ là vùng Hạ Đòi nè, tiếng Yên nè, cái tiếng thượng thận nè. Bây giờ chị mà không biết cái chữ nào á, chị chứ lên Google Translate đó, chị bấm vô cái chữ hypothalamus này là nó ra được thôi. Dạ, yeah, đúng không? Chị em nói ngồi chị nhớ luôn, khỏi cần dịch đi chứ. Nói ngồi nhớ. Ở dưới là vùng Hạ Đòi, ở trên là Tiến Yên. Vùng Hạ Đòi ở trên. Được chưa? Vùng Hạ Đòi ở trên. Nè, vùng Hạ Đòi nè, Tiến Yên nè. Rồi, Tiến Thượng Thận nè. Vùng Hạ Đòi nè, Tiến Yên nè, Tiến Giáp nè, được chưa? Yeah. Yeah, rồi. Rồi, inhibition này là ức chế, được chưa? Rồi, từ từ sẽ tới thôi, từ từ sẽ hiểu hết. Rồi. Rồi, mình sẽ đi đến cái tiếng nội tiết đầu tiên là gì? Là vùng Hạ Đòi. Mà vùng Hạ Đòi á anh chị, nó sẽ luôn luôn hoạt động đồng thời với cái Tiến Yên. Vì vậy mình học hai cái này cùng một lúc luôn, nó sẽ dễ nhớ hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến cái giải phẫu của vùng Hạ Đòi và Tiến Yên trước ha. Vùng Hạ Đòi và Tiến Yên trước thì anh chị thấy đây, đây là vùng Hạ Đòi nè. Vùng Hạ Đòi là cái vùng mà nó có nhiều cái tế bào thần kinh, nó nằm ở trên nè anh chị, thấy chưa? Rồi, cái tuyến mà đây, cái tuyến nè, ở dưới này người ta gọi là Tiến Yên. Anh chị nhớ giùm em, Tiến Yên thì nó sẽ có hai thùy, được chưa? Thùy trước và thùy sau, được chưa? Vùng Hạ Đòi, Tiến Yên chia ra làm hai thùy, thùy trước và thùy sau. Nhớ gì trước giùm em? Tiến Yên bao gồm hai thùy, thùy trước và thùy sau. Ở phía trên đây là cái vùng Hạ Đòi ha. Thì tất cả như cái vùng Hạ Đòi cũng như Tiến Yên thì tất cả nó đều nằm ở trong não ha. Mai mốt mình học cụ thể hơn thì mình biết ở trong não nó là cụ thể nó là cái vùng nào luôn. Thì người ta ghi ở đây á, là thuộc vùng não trung gian, quanh não thứ ba. Nói chung nói cái chỗ này, nói cái vụ này anh chị cũng đâu có biết nó là cái gì đâu, đúng không? Thì anh chị cứ nhớ đơn giản giùm em, vùng Hạ Đòi và Tiến Yên thì nó nằm ở trong não thôi. Vậy là được rồi. Rồi mai mốt mình học được cái sinh lý hệ giải phẫu, sinh lý hệ thần kinh, mình biết những cơ quan đó thì mình học sau, được chưa? Nhớ giùm em, vùng Hạ Đòi và Tiến Yên nó nằm ở trong não, được chưa? Nha. Rồi
đây cái vùng hạ đồi và tuyến yên nó có một cái cấu trúc đặc biệt như thế này. Anh chị nhớ anh em ha, ở trên là vùng hạ đồi, ở dưới là tuyến yên chia ra làm hai thùy, thùy trước và thùy sau. Thì giữa cái thùy trước và cái thùy sau này nó có một cái cấu trúc đặc biệt, được chưa? Ở cái thùy sau đó anh chị, à thì là cái gì? Là anh chị thấy nè, cái sợi màu vàng này là cái sợi thần kinh này, thấy chưa? À, cái sợi thần kinh ở cái thì ở cái vùng hạ đồi nó sẽ cho cái sợi nhánh đi xuống cái thì sau cái nghiêng, còn ở thì trước á, thì nó không có như vậy. À, ở thì trước á, thì cái vùng hạ đồi và cái vùng tiếng nghiêng nó liên kết với nhau bằng cái mao mạch, được chưa, bằng cái lưới mao mạch ha, là cái máu của mình á bằng liên hệ với nhau bằng cái lưới mao mạch. Còn cái thì sau tiếng nghiêng và cái vùng hạ đồi nó sẽ liên kết với nhau bằng cái gì, à là bằng những cái sợi thần kinh này. Thì cái điều này dẫn đến cái gì? Những cái loại hormone ở thùy trước tuyến yên, đây, những cái loại hormone ở thùy trước tuyến yên thì nó sẽ tác động đến cái những cái loại hormone ở cái vùng hạ đồi, một số loại hormone ở cái vùng hạ đồi nó sẽ kích thích thùy trước tuyến yên bài tiết ra nhiều loại hormone. Còn có ở cái thùy sau tuyến yên anh chị thì nó sẽ không có bài tiết cái hormone, mà là nhờ có những cái hormone nó được sản xuất ở cái vùng hạ đồi và nó theo được con đường thần kinh hồi nãy mình nói đó, nó đến cái thùy sau tuyến yên để mà nó dự trữ thôi, được chưa? Thì bây giờ mình sẽ học từng cái anh chị thấy nhiều như vậy nhưng mà đừng có lo, em sẽ giải thích từng cái hết cho anh chị cho ha. Rồi ở đây á, thì đáng lẽ ra là mình học thêm những cái từ tiếng Anh nữa nhưng mà thôi, khỏi học tiếng Anh gì cả ha. Rồi, học chữ viết tắt này cho em thôi, được rồi. Thì đây đầu tiên hypothalamus của mình là gì hồi nãy nè anh chị, nhớ không? Hypothalamus là gì? À, hạ đồi. Chính xác, vùng hạ đồi. Rồi cái màu xanh này, cái màu xanh lá cây này là tuyến yên nha. Rồi tuyến yên. Rồi ở phía trước, rồi năm cái loại hormone, có sẽ năm cái loại hormone. Cái này là thì trước tuyến yên nha. Rồi cái này đó sẽ là thì sau tuyến yên, được chưa? Cái này sẽ là thì sau tuyến yên. Còn đây là cái cơ quan đích, có nhiều cái loại cơ quan đích khác nhau mà hồi mình sẽ nói tới nha. Rồi anh chị nhớ chưa, vùng hạ đồi nè, thì trước tiếng yên nè, thì sau tiếng yên nè, rồi cơ quan đích ha, một loại cơ quan đích nó là cái gì thì mình nói từ từ tới. Rồi chúng ta sẽ đi đến cái loại hormone đầu tiên. À, vùng hạ đồi khi mà được kích thích á, nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là gonadotropin releasing hormone, thôi tiếng Anh mà đi nhớ là GnRH được rồi. GnRH này nó được bài tiết ra bởi vùng hạ đồi và nó sẽ đi đến tuyến yên, kích thích tuyến yên bài tiết ra hormone, hai loại hormone là FSH và LH, được chưa? FSH và LH nó sẽ đi đến cơ quan đích, à gonadotropin releasing hormone, đây là một cái loại hormone tác động đến cái tuyến sinh dục, được chưa? FSH và LH này nó cũng sẽ tác động đến cái tuyến sinh dục của mình ha. Gonad nè, à là tuyến sinh dục nè. Thì tuyến sinh dục thì ở người nam và ở người nữ mình sẽ khác nhau. Ở người nữ mình cái cơ quan sinh dục chính là gì? Là estrogen, được chưa? Và vậy cái hormone FSH và LH này nó sẽ đi đến cái buồng trứng. Đầu tiên là nó sẽ kích thích cái buồng trứng bài tiết cái hormone estrogen. Thứ hai là nó sẽ kích thích cái buồng trứng phát triển ha, kích thích cái trứng phát triển. Đó là tác động của hormone FSH và LH đối với người phụ nữ, được chưa? Còn ở người nam thì sao? Cái cơ quan sinh dục chính của người nam là gì? Là tinh hoàn, được chưa? Thì FSH và LH này nó được bài tiết ra và nó sẽ đi đến tinh hoàn. Đầu tiên nó sẽ kích thích tinh hoàn sản xuất ra hormone testosterone. Thứ hai là nó sẽ kích thích tinh hoàn sản sinh tinh trùng, được chưa anh chị? Ha. Nhắc lại ha. Có một cái loại hormone bài tiết ra ở cái vùng hạ đồi, tên của nó là gonadotropin releasing hormone hoặc tên viết tắt của nó là GnRH. Nhớ cho em N là N nhỏ nha, GnRH. Và GnRH này nó sẽ đi đến tuyến yên, kích thích tuyến yên bài tiết ra hai cái loại hormone là FSH và LH. Và FSH và LH này nó sẽ đi đến cái tuyến sinh dục của mình. Ở người nam nó sẽ đi đến tinh hoàn, kích thích tinh hoàn sản sinh tinh trùng và thứ hai là sản xuất testosterone. Ở người nữ thì làm sao? Nó sẽ kích thích cái buồng trứng của người nữ sản sinh cái loại hormone tên là estrogen. Thứ hai là kích thích cái buồng trứng của người phụ nữ phát triển, được chưa? Anh chị cứ học từ trên xuống dưới này giùm em ha, có thẳng chục nè, cái nào nó giống nè thì nó sẽ tác động đến với nhau, được chưa? Ha. Tương tự như vậy ha. Ở cái vùng hạ đồi mình nó bài tiết một cái loại hormone tên của nó là CRH.
hay tên tiếng Anh là cortisol ha, cortisol releasing hormone, viết tắt là CRH. CRH này nó sẽ đi đến cái tuyến yên, được chưa? Kích thích tuyến yên bài tiết ra là hormone tên là ACTH. ACTH này nó sẽ đi đến cái tuyến thượng thận, kích thích cái tuyến thượng thận bài tiết ra hormone cortisol, được chưa? Cortisol là cái loại hormone nó làm gì? Giảm đau, kháng viêm, đúng chưa? Giảm đau, kháng viêm, ức chế miễn dịch, chống stress, nhiều tác động của corticoid ha. Cortisol đó anh chị, cortisol, được chưa? Rồi, cái loại hormone thứ ba là cái gì? Là vùng hạ đồi của mình nó sẽ bài tiết cái hormone tên là TRH, được chưa? TRH này nó sẽ kích thích tuyến yên bài tiết ra hormone TRH, nó đi đến tuyến giáp, được chưa? Nè, cơ quan đích nè là tuyến giáp nè, thyroid tuyến giáp nè, đi đến tuyến giáp, kích thích tuyến giáp bài tiết ra hormone giáp. Hormone giáp tên là gì? Là T3 T4, được chưa? T3 T4, T3 T4 này nó ảnh hưởng đến cái quá trình chuyển hóa và phát triển của toàn bộ cơ thể của mình, tác động lên nhiều loại tế bào, kích thích các tế bào, tăng cái quá trình chuyển hóa và kích thích các tế bào phát triển, được chưa? Cái là hormone thứ tư là BRH này. BRH được kích bài được sản sinh ra ở cái vùng hạ đồi, nó sẽ đi đến tuyến yên, được chưa? Kích thích tuyến yên bài tiết ra hormone là prolactin. Prolactin này nó sẽ đi đến tuyến vú, kích thích tuyến vú. Đầu tiên nó hai nhiệm vụ là kích thích tuyến vú sinh trưởng và phát triển. Thứ hai là nó sẽ kích thích sản xuất sữa, được chưa? Bên chị là mùa ồn ào cái gì? Bùi Thị Trang nè vậy. Rồi, rồi, được chưa? BRH. Sau đó mình tới loại hormone thứ năm là gì? Là GHRH, được chưa? GHRH. Nó được sản xuất ở vùng hạ đồi và nó sẽ kích thích tuyến yên sản xuất ra loại hormone là GH. GH này nó sẽ đi đến nhiều tế bào ở trong cơ thể mình. Như là nãy mình nói đó, GH là gì? GH là hormone của cái sự sinh trưởng. Nó sẽ đi đến tất cả các tế bào ở trong cơ thể mình, nó tác động đến tất cả các tế bào để các tế bào của mình sinh trưởng, sinh sản, để làm cho cơ thể của mình phát triển và to bự hơn ha. Đó là năm loại hormone mà cái vùng hạ đồi và cái tuyến yên bài tiết ra ở thùy trước tuyến yên, được chưa ha. Rồi còn hai cái loại hormone nữa là nó đặc biệt ở chỗ là ADH và oxytocin. Hai cái loại hormone này nó đặc biệt ở chỗ là nó không được sản xuất ở cái thùy sau tuyến yên mà nó được sản xuất ở cái vùng hạ đồi của mình, được chưa? Nó được sản xuất ở cái vùng hạ đồi của mình và nó theo cái con đường thần kinh, nó đi đến cái thùy sau tuyến yên để mà nó dự trữ ở đó thôi ha. Nó không được sản xuất ở thùy sau tuyến yên, nó chỉ được sản xuất ở cái vùng hạ đồi và nó theo con đường thần kinh, nó đi đến thùy sau tuyến yên để mà nó dự trữ, được chưa? Thì hai cái loại hormone ADH và oxytocin nó có tác dụng gì? Đầu tiên là ADH nè, anh chị thấy chưa? Thì nó kidney nè, nó sẽ tác động đến kidney nè, kidney là thận đó, kidney là thận đó. Thì ADH của mình nó sẽ tác động đến thận làm sao? Nó kêu cái thận của mình tái hấp thu muối nước, được chưa? Tái hấp thu muối nước. Ví dụ tái hấp thu muối nước là sao chị? Là ví dụ một ngày cái thận của mình á, cái một ngày cái thận của mình đi tiểu là 2 lít nước đi. Rồi cái ADH kêu cái thận của mình tái hấp thu muối nước để hấp thu cái lượng nước đó vào trong cơ thể của mình để mà nó sử dụng, tức là nó sẽ giảm cái lượng nước tiểu của cái thận nó bài tiết ra, được chưa? Ví dụ từ 2 lít xuống còn 1 lít rưỡi. Đó là cái tác động của hormone ADH là gì? Là kêu cái thận tái hấp thu muối nước, được chưa? Cái loại hormone cuối cùng của thì sao tiếng yên là gì? Là oxytocin. Quen quá mà đúng không? Oxytocin. Cái hormone này nó sẽ tác động đến hai chỗ là gì? Nó sẽ tác động đến cái tử cung, nó gây co hồi tử cung. Vì vậy người ta thường sử dụng cái oxytocin này nè anh chị, trong cái quá trình chuyển dạ của người phụ nữ đó, để mà khởi phát cái quá trình chuyển dạ thì là bác sĩ sẽ chích cái oxytocin này ha, vô cái cơ thể của cái người phụ nữ mà chuẩn bị chuyển dạ đó, để mà kích thích cái co hồi tử cung, để mà đẩy cái đứa trẻ ra ngoài, khởi phát cái quá trình chuyển dạ để mà đẩy cái đứa trẻ ra ngoài, được chưa? Đó là một tác động là gì? Là co hồi tử cung. Cái tác động thứ hai là nó sẽ tác động đến tuyến vú, được chưa? Nó sẽ kích thích tuyến vú bài tiết sữa ha. Đó là hai tác động của hormone oxytocin. Rồi như hồi nãy em nhắc lại một lần nữa nha, như hồi nãy mình nói nè, cái thì trước tuyến yên
và cái vùng hạ đồi nó sẽ liên kết với nhau bởi vì là cái mao mạch, được chưa? Bởi cái mao mạch thì những cái vùng hạ đồi thì cái vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết ra những cái loại hormone, và những cái loại hormone đó nó sẽ đi đến cái, bằng cái con đường mao mạch này để kích thích tuyến yên bài tiết ra một cái loại hormone nào đó, được chưa? Rồi cái thì sao tuyến yên thì nó đặc biệt hơn, thì nó liên hệ với cái vùng hạ đồi bằng con đường thần kinh. Thì những cái loại hormone ví dụ như là ADH và oxytocin nó sẽ được sản xuất ở cái vùng hạ đồi này của mình, và nó chỉ đến cái vùng hạ đồi để mà nó dự trữ thôi, được chưa? Cái thì sao của tuyến yên không có sản xuất hormone, cái thì sao của tuyến yên không có sản xuất hormone, được chưa? Nó chỉ dự trữ hormone từ cái vùng hạ đồi bài tiết xuống thôi, được chưa? Rồi cái bản này á, là em sẽ hỏi rất là nhiều câu hỏi trong này, anh chị có thắc mắc gì không? Nó hơi khó nhớ ha, có cần nói lại chỗ nào không? Thì chẳng lại cái bản này một lần nữa được rồi. Dạ, thầy ơi, cái tiếng y thì trước á là nó ở trước mặt, còn thì sau là nó ở phía sau cổ đúng không thầy? Sau gáy đúng không thầy? À, tính có đưa cái đông đó là vậy, đúng rồi, cũng tương đối đúng rồi nè, thấy chưa? Đây là phía trước nè, đây là phía sau nè. Thì trước thì nó nằm ở phía trước, thì sau nó nằm ở phía sau rồi ha, nó sạch nằm hướng về phía sau nha, nó nằm hướng về phía sau rồi nha. Rồi giảng lại chỗ này hả? Ủa thầy, dạ, dạ, thầy quá, tao không có cái thầy không có ghi là ADH và là oxygen hả? Cái slide tiếp theo thầy ghi mấy cái kia không à? Còn mấy cái một vài cái thầy không ghi. Cái nào? Cái slide tiếp theo á. Slide này phải không? Dạ đúng rồi. Thầy ghi có vài cái thầy ghi không đủ. Không phải là không đủ mà cái ADH với oxytocin đâu. Ý là những gì thầy giảng là nó không có sản, thì sau tuyến yên không sản xuất á, thầy không ghi là thầy giảng không mà, nên là phải nốt lại chứ. Đúng rồi, phải nốt lại chứ giờ nếu mà ghi hết thì đi học làm gì đó. Ý là thầy nói hết xong thầy nói thì em thì dễ hiểu hơn, này vừa à. Vừa nghe thì nó không kịp. Rồi dạ rồi, thì có sẵn theo đó xong rồi thầy giải nó thì dễ hiểu hơn, còn này vừa đánh nốt mà vừa nghe thầy nữa thì nó theo cũng kịp nhanh quá. Rồi để em nói lại đơn lần chỗ này ha. Dạ rồi, nó dễ lắm anh chị, có gì đâu, chỉ là nó khó nhớ thôi chứ không có cái gì phức tạp hết trơn á. Thì mình có ba cái cơ quan thôi, à anh chị chỉ cần nhớ giùm em ba cái cơ quan: vùng hạ đồi, tuyến yên, được chưa? Rồi tuyến nội tiết cấp dưới, vùng hạ đồi, tuyến yên, tuyến nội tiết cấp dưới, có ba cái chứ nhiều. Rồi cái vùng hạ đồi nó nhìn chung á, tổng hợp là cái này, ở thì trước tuyến yên nó sẽ hoạt động theo gì nè, thì ở cái thì trước tuyến yên á thì nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone gì đó, một cái loại hormone đó sẽ đi đến tuyến yên, cái vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone gì đó, cái loại hormone đó nó sẽ đi đến tuyến yên, kích thích tuyến yên bài tiết ra một cái loại hormone gì đó, và cái hormone đó đó nó sẽ đi đến cái tuyến nội tiết cấp dưới. À tùy cái loại hormone nó sẽ đi đến nhiều cái tiếng nội tiết khác nhau để mà nó tác động đến cụ thể cái tiếng nội tiết đó. Như vậy thôi chứ đâu có gì đâu khó. Rồi ADH và oxytocin này nè, thì nó đặc biệt ở cái chỗ là sao? Là nó không được sản xuất ở cái thì sao tuyến yên, mà là sao? Nó được sản xuất ở cái vùng hạ đồi, và nó sẽ chỉ theo cái con đường thần kinh, nó đi xuống cái thì sao tuyến yên để mà nó dự trữ ở đó thôi. Khi có kích thích đến thì cái hormone này nó sẽ được bài tiết ra, được chưa? Thì mình nhắc lại toàn bộ cái này một cái. Mình có ba cơ quan: vùng hạ đồi, tuyến yên và tuyến nội tiết cấp dưới. Vùng hạ đồi, tuyến yên thì chia ra làm hai nhóm: thì trước tuyến yên và thì sau tuyến yên. Thì trước tuyến yên là sao? Là cái vùng hạ đồi của mình nó sẽ bài tiết ra một cái loại hormone. Ví dụ đầu tiên là hormone GnRH này. GnRH này nó sẽ đi đến tuyến yên, kích thích tuyến yên bài tiết ra FSH và LH. Anh chị cứ đi theo trục như vậy thôi chứ đâu có đi, nó đâu có đi chéo đi xéo gì đâu. Đi trục từ trên xuống dưới thôi, được chưa? Nó là bài tiết ra FSH và LH. FSH và LH này nó sẽ đi đến tác động đến tuyến nội tiết cấp dưới, là gì? Là tuyến sinh dục. À, tuyến sinh dục thì nó đặc biệt ở chỗ là ở người nam nó khác, ở người nữ nó khác. Ở người nam thì nó sẽ tác động đến tinh hoàn, ở người nữ thì nó sẽ tác động đến buồng trứng, được chưa? Tinh hoàn là gì? Nó tác động, nó kêu tinh hoàn làm cái gì? Đầu tiên là bài tiết ra hormone testosterone. Thứ hai là kích thích tinh hoàn, sản xuất ra tinh trùng, được chưa? Ở người nữ thì sao?
ở người nữ đó là buồng trứng, thì nó sẽ kích thích cái buồng trứng sản xuất ra hormone estrogen. Thứ hai là kích thích buồng trứng sinh trưởng và phát triển, được chưa? Là xong một cái đầu tiên rồi, tiếp nữa mình biết cái thứ hai là hormone gì, là vùng hạ đồi nó sẽ bài tiết cái hormone CRH, cortisol releasing hormone, hoặc là viết tắt là CRH đều được, được chưa? Thì cái CRH này được bài tiết ở cái vùng hạ đồi và nó sẽ đi đến tuyến nghiền, kích thích tuyến nghiền bài tiết ra hormone ACTH. ACTH này nó sẽ đi đến cái tuyến nội tiết cấp dưới của nó là cái gì? Là tuyến thượng thận. À, kích thích tuyến thượng thận này bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là cortisol. À, cortisol thì nó có nhiều tác dụng anh chị. Cái thuốc và corticoid mà mình bán thuốc hoài đó ha. À, thì cái corticoid mà bán thuốc đó là cái corticoid ngoại sinh, được chưa, được tạo từ bên ngoài cơ thể, còn ở bên này là tuyến nội tiết, và bên trong nó tác động là cái cortisol nội sinh, tức là nó được tạo ra từ bên trong cơ thể. À, hỏi cortisol nội sinh được tạo ra ở đâu thì mình trả lời nó là tuyến thượng thận, được chưa, cụ thể hơn là cái vỏ thượng thận thôi, nó bài tiết ra hormone cortisol ha. Thì nó được bài tiết như thế nào? Là khi cơ thể mình nó bị stress đó, à, khi cơ thể mình nó bị stress, nó báo hiệu lên não, thì cái não của mình nó sẽ kích thích cái vùng hạ đồi bài tiết ra hormone CRH. CRH này nó sẽ đi đến tuyến nghiêng, kích thích tuyến nghiêng bài tiết ra ACTH. ACTH nó sẽ đi đến cái tuyến nội tiết cấp dưới là gì? Là tuyến thượng thận, kích thích cái tuyến thượng thận bài tiết ra hormone cortisol. Cortisol này nó sẽ giải quyết cái stress đó bằng cách nào? À, nó sẽ giải quyết cái stress đó bằng cách nào? Thì một hồi mình học cụ thể hơn mình biết ha. Rồi, nên nhìn nói chung á là cortisol nó sẽ có chức năng như thế này. Cho hỏi thầy. Rồi, nói đi em. Khi mà cái hormone này nó đi như vậy, nó đi trong cái, nó đi xuống các cái hệ nội tiết cái cấp dưới, thì nó đi bằng cái đường gì thầy? Giống như đường máu, đường ốc hay là đường gì? Đường máu. Mà nãy mình đã nói cái tiếng nội tiết là đi theo đường máu. Như vậy nó đi theo đường máu. À, nó đi theo đường máu, như vậy là từ nó, cái loại hóc môn nào thì nó tác động đến cái cơ quan nội tiết đó, chính xác thì tiến tụy. À, nó không có đi, nó không, nó vẫn vô máu, nhưng mà cái hóc môn đó nó sẽ tác động đến tiến tụy, thì là nó kích thích tiến tụy, và nó tác động đến tiến thận thì nó kích thích thận. Đúng rồi, là nó không đi lộn chỗ, nó không có, nó sẽ đi tuần hoàn khắp nơi ở trong cơ thể, nhưng mà nó không tác động đối với cái này, và nó sẽ tác động với cái kia. Chính xác. Mà làm sao để mà nó nhận biết được cái điều đó anh biết không? Dạ. Là nó dựa vào những cái thụ thể mà nãy mình nói đó anh. Hồi nãy rồi, những cái thụ thể mà nãy mình nói đó. Thì dạ, ở dưới tế bào ở trên này thì mình sẽ có cái như thế này nè. À, để em giải thích cho mình hiểu ha. Dạ. Rồi. À, nó sẽ có những cái như thế này nè. Trên cái tế bào á. À, con nói, mẹ nói cho con biết nha, cái sách lớp 3 ngày mai mẹ sẽ đi coi hết, tại vì con không có học toán, con không có học. Nếu mà tập toán nó làm đi, bật cái đèn sáng lên học coi. Nó cho cô Hương nói hoài nha, mẹ cứ bật kịp nha. Ừ. Rồi. Anh có thấy không ạ? À? Anh có thấy không ạ? À? Thấy rồi. Rồi. Em ví dụ một cái cho anh hiểu tại sao là nó lại tác động, nó chỉ tác động đến cái tiếng này mà nó không tác động đến tiếng kia ha. Thì có ở trên những cái tế bào của mình á, thì nó sẽ có những cái như thế này nè, người ta gọi những cái này gọi là những cái thụ thể. Thì những cái hormone á, nó đi đến những cái tế bào, à, thì chỉ ở những cái tế bào mà nó tác động, ví dụ như là hormone là gì, ACTH, thì ở trên cái nó tác động như đâu, nó tác động lên cái tuyến thượng thận, đúng không? Em ví dụ đây là cái tế bào tuyến thượng thận, thì chỉ ở cái tế bào tuyến thượng thận thì nó mới có cái loại thụ thể để mà cái thằng ACTH gắn vào thôi. Nó hoạt động giống như là những cái chìa khóa, nó gắn vô cái ổ khóa, được chưa? Thì cái chìa khóa nào thì nó mở cái ổ khóa đó ra thôi, anh hiểu không? À, thì ở những cái tế bào khác nó không có những cái thụ thể này, thì cái hormone ACTH nó đi đến, nó chạy ngang cái chỗ này, nhưng mà nó cũng mở không có được, nó gắn vô những cái thụ thể này không có được, tại vì nó không có khớp với nhau, anh hiểu không? Được chưa? Đó là những cái thụ thể, cái hormone của mình nó sẽ đi đến các tế bào và nó sẽ gắn vô các thụ thể như là cái chìa khóa gắn vô cái ổ khóa. Thì cái chìa khóa và cái ổ khóa nó cùng loại, nó khớp với nhau thì nó mới tác động được. Ha. Thì ở cái vùng hạ, ở cái tuyến thượng thận của mình,
nó chỉ có thụ thể của ACTH thôi, mà ở các tế bào thì nó đâu có tác, thì ACTH nó chỉ tác động đến cái tiến trình thận của mình thôi, nó sẽ không tác động đến các tế bào khác, được chưa? Ở tuyến giáp thì sao? Ở tuyến giáp là hormone gì tác động đến? Là TSH, đúng chưa? TSH nó sẽ tác động đến tuyến giáp. Thì ở các tế bào tuyến giáp nó mới có cái loại thụ thể đó thôi, mới có cái loại thụ thể của TSH thôi. Thì đúng cái loại của nó thì nó mới tác động vào, được chưa? Vì vậy cái TSH nó sẽ chỉ tác động đến tế bào tuyến giáp thôi, mà nó không tác động đến các tế bào của cơ quan khác, là như vậy ha. Còn cái việc tuần hoàn trong máu thì nó sẽ đi khắp nơi trong tế bào, khắp nơi trong tế bào trong cơ thể ha, được chưa? Rồi, tương tự như vậy anh chị cứ về học giùm em ha, thẳng trục từ cho xuống dưới thôi chứ đâu có gì phức tạp đâu anh, đúng không anh chị ha? Thẳng trục từ cho xuống dưới thôi. Dạ, vùng hạ đồi bài tiết ra BRH, BRH sẽ kích thích tuyến nghiêng, bài tiết ra prolactin, prolactin sẽ đi đến cái tuyến vú, kích thích tuyến vú làm gì? Kích thích tuyến vú sinh trưởng và phát triển, sinh trưởng và phát triển. Thứ hai là kích thích tuyến vú bài tiết sữa, được chưa? Rồi GHRH này thì nó sẽ được sản xuất ở cái vùng hạ đồi, nó sẽ đi đến tuyến nghiêng, kích thích tuyến nghiêng bài tiết ra một cái loại hormone tên của nó là GH. GH hay còn gọi là hormone sinh trưởng. Thì hormone sinh trưởng này nó sẽ tác động đến tất cả các tế bào ở trong cơ thể, làm cho các tế bào này sinh trưởng và phát triển, làm cho cơ thể của con người mình nó lớn lên, nó bự lên, dễ không? Rồi còn hai loại cái hormone đó thì sao tuyến nghiêng, anh chị nhớ là nó đặc biệt nha, nó không được sản xuất ở thì sao tuyến nghiêng, mà nó được sản xuất ở cái vùng hạ đồi và nó chỉ đến cái thì sao tuyến nghiêng để mà nó dự trữ thôi. Là gì? Là ADH và oxytocin. ADH này nó sẽ đi đến thận và kích thích thận tái hấp thu muối nước, giữ nước ở trong cơ thể của mình, được chưa? Oxytocin là sao? Là nó sẽ đi đến hai chỗ, thứ nhất là gì? Là đi đến tử cung, nó tạo nên cái việc là co hồi tử cung, mình ứng dụng trong cái việc là chuyển dạ ở cái người phụ nữ, chích vô để mà khởi phát cái quá trình chuyển dạ để mà đẻ đứa trẻ ra ngoài, được chưa? Thứ hai là oxytocin này nó sẽ đi đến cái tuyến vú, làm gì? Là kích thích tuyến vú bài tiết sữa, được chưa? Nó có phải là hấp nhiên tận chức năng gì ta? Hấp gì đó? Oxytocin phải là hấp gì? Oxytocin này hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, hồi nãy mình nói vùng hạ đồi với tiếng nghiêng chung với nhau rồi, cho nên cái tiếng nghiêng này thì là mình bỏ qua lượt qua ha. Cái tiếng nghiêng này anh chị thấy nè, nó cũng bài tiết ra những cái nó không có nãy giờ mình nói TSH, ACTH đồ mày bạ rồi ha, nãy giờ mình nói đó. Rồi, hình này cũng tương tự như nãy rồi. Rồi, ở đây mình có cái bệnh như thế này để mình hiểu hơn về cái bệnh đó, mình hiểu hơn về những cái loại hormone đó. Ở đây anh chị thấy đây là cái bệnh lùn tuyến nghiêng ha. Bệnh lùn tuyến nghiêng. Lùn tuyến nghiêng là anh chị nghĩ đây là nó bị thiếu cái hormone nào của tuyến nghiêng ta? Hả? Anh chị nhớ. Chính xác. Nghĩa là tăng trưởng rồi. Hormone tăng trưởng, hormone GH đó anh chị. Thì người ta không biết bị một cái khiếm khuyết, bị một cái dị tật bẩm sinh nào đó ha, thì cái tuyến nghiêng của người ta nó không có bài tiết cái hormone GH. Thì những cái người mà người ta thiếu cái loại hormone này làm thì sao? Thì những cái tế bào, những cái cơ tế bào, những cái xương của người ta không có phát triển, thì người ta bị một cái bệnh gọi là cái bệnh lùn tuyến nghiêng, được chưa? Đó, chiều cao của người ta rất là thấp ha. Anh chị mấy bác người nam nè, em biết Lionel Messi rồi đúng không? Lionel Messi là cầu thủ bóng đá đó, cầu thủ bóng đá đó, thì cái cầu thủ này thì người ta cũng bị thiếu cái hormone GH này. Thì trẻ tưởng là ảnh sẽ kết thúc sự nghiệp bóng đá rồi, nhưng mà ảnh được qua cái lò đào tạo từ Malaysia gì đó, là được cái đó tài trợ để mà điều trị, thì người ta chích cái lọ đó anh mới phát triển cơ thể lên để mà trở thành cầu thủ bóng đá vĩ đại như vậy đó ha. Đó, đây là cái bệnh lùn tuyến nghiêng nè. Trái ngược với cái bệnh lùn tuyến nghiêng là gì? Là bệnh người khổng lồ nè, bệnh khổng lồ nè. Thì cái tuyến nghiêng của người ta đó chị, nó bị một cái khối u gì đó làm cho những cái tế bào tuyến nghiêng này á sao nó phát triển một cách quá mức đi, thì nó bài tiết ra quá trời nhiều cái hormone GH rồi. Thì sao? Nó sẽ kích thích tế bào của mình sinh trưởng và phát triển, kích thích cơ xương của người ta bự lên, to lên, dài lên, và cái người này quá trời cao luôn, anh chị thấy không? Có nhiều người ta cao tới 3-4 mét, rồi 3 mét là vậy đó ha. Thì cái bệnh mà lùn tuyến nghiêng này nè, thì là những cái người này á thì người ta phải không có bài tiết cái lượng hormone GH từ khi còn nhỏ nha.
còn người ta bị một cái bệnh gì đó mà làm cho không bài tiết hormone GH mà lúc sau cái tuổi trưởng thành đó, khi mà người ta đã phát triển chiều cao đồ xong hết trơn đó, người ta mới bị thiếu cái hormone GH này, thì người ta chỉ cái bệnh là to đầu ngón thôi, được chưa? À, xin lỗi, là người ta, em nhầm ha, cái bệnh người khổng lồ á, là người ta thừa thải cái hormone GH từ khi còn nhỏ, thì người ta mới phát triển trở thành bệnh người khổng lồ. Còn mà người ta bị một khối u gì đó, mà sau khi mà người ta đã dậy thì rồi, thì người ta mới bài tiết nhiều cái hormone GH thì sao? Thì người ta chỉ bị cái bệnh là bệnh to đầu chi thôi, to đầu ngón thôi ha, những cái tế bào cơ chân của người ta, những cái ngón chân của người ta bự to lên, người ta gọi là bệnh to đầu ngón ha. Rồi, đây là cái bệnh gầy Simon, gần bệnh gầy Simon. Thì đây là một cái bệnh mà nó bị một nguyên nhân gì đó nó làm cho cái tiếng yên của người đó nó bị thiểu năng đi. Thì cái tiếng yên của mình mà anh chị thì nhớ là cái tiếng yên cái vùng hạ đồi của mình điều hòa bài tiết hầu hết các tiếng nội tiết ở cấp dưới, đúng chưa? Mà đều nào là bài tiết điều hòa tiếng giáp nè, tiếng thượng thận nè, tiếng vú nè, đủ tiếng hết trơn ha. Thì sao? Khi mà cái tiếng yên của mình nó bị ảnh hưởng, mà bị ảnh hưởng nhiều tế bào cùng một lúc á, thì các tiếng nội tiết cấp dưới nó giảm bài tiết hormone thấp, được chưa? Thì người này á sẽ bị suy giáp nè, vú không phát triển nè, suy giáp, vú không phát triển, gầy nhom, gầy teo ha, lùn ha. Thì cái hội chứng này người ta gọi là hội chứng Simon ha. Thì cái này chỉ là giới thiệu chơi thôi ha. Những cái bệnh này thực tế ở ngoài đường, ở ngoài là ít gặp lắm, hầu như là không có gặp nha. Giới thiệu chơi cho mình học thêm, mình nhớ thêm về những cái hormone đó thôi. Rồi, đây là một cái loại hormone đó, thì sao tiếng Anh là hormone gì? Là hormone ADH nè.